Thưa quý vị, tính từ 17 giờ ngày 25 tháng 9 đến 17 giờ ngày hôm nay 26 tháng 9, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận thêm 10.011 ca nhiễm mới trong nước, tăng 329 ca so với ngày hôm qua tại 35 tỉnh thành phố, trong đó có 5.313 ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các tỉnh thành phố ghi nhận ca nhiễm nhiều như tại thành phố Hồ Chí Minh 5.121 ca, Bình Dương 3.332 ca, Đồng Nai 746 ca. Ngày hôm nay, cả nước ghi nhận 11.477 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh. Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các sở y tế công bố đã ghi nhận 184 ca tử vong, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh là 131 ca, Bình Dương là 26 ca. Thưa quý vị, nhằm kiểm soát chặt và phân loại nguồn lây lan dịch bệnh, những ngày qua tại huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức triển khai cho người dân tự test nhanh COVID-19 ngay tại các chốt kiểm soát. Việc tự test nhanh này sẽ được lực lượng y tế hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy trình. Tại mỗi chốt kiểm soát như thế này tại địa bàn huyện Hóc Môn, mỗi người dân khi qua đây, lực lượng chức năng sẽ mời bất kỳ một người ngẫu nhiên vào lề đường để phát bộ test nhanh COVID-19 và hướng dẫn quy trình để người dân tự lấy mẫu. Gặp đâu mình test luôn là quá tốt, để kiểm soát được bệnh tật đấy. Anh Hùng đi chạy xe gọi luồng xanh, cùng ngày nào test thì test liên tục. Bây giờ mà còn đi vô các tiệm chỗ kia thì phải test là Hùng mới mà mất tiền, mất cỡ 300.000 cái. Chứ còn mà nếu mà gặp như mấy anh chị ở đây đi test như thế này thì biết được bệnh dính hay không để gọi lấy ra cộng đồng. Tùy từng người, cách điều của từng người một. Có người thì là nó rất thuận lợi, có người thì người thấy gây cảm thấy khó chịu cho người ta. Nhưng mà mình test được ngẫu nhiên như vậy thì là mình biết được tình hình của mình là hiện nay là nó như thế nào, có bị âm hay là dương tính với lại COVID hay không. Tại các chốt kiểm soát, toàn bộ người dân khi ra vào phải có lý do chính đáng và tự test COVID-19 tại chỗ. Việc kiểm tra không ngoại trừ đối tượng nào. Toàn bộ chi phí tổ chức xét nghiệm tại các chốt kiểm soát được hỗ trợ từ Ủy ban Nhân dân huyện, Sở Y tế và nguồn xã hội hóa. Địa phương đang duy trì 80% địa bàn là vùng xanh và dùng mọi giải pháp để đạt 100% khu vực kiểm soát được dịch trước ngày 30 tháng 9. Các trường hợp là test gộp á, thì phải ít nhất là 3 ngày mới biết được cái trường hợp người bị dương tính. Như vậy cái thời gian nó sẽ rất là lâu, nó chậm hơn cái tốc độ lây lan của dịch bệnh. Qua đó thì chúng ta thấy được là cái test nhanh bằng kháng nguyên á, thì kết quả cho kết quả ngay và chúng ta kịp thời tách bóc cái không ra khỏi cộng đồng. Kế hoạch trở lại bình thường mới của thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ hoãn 2 tuần so với dự định ban đầu. Chỉ còn vài ngày nữa, thành phố Hồ Chí Minh sẽ phải hoàn thành cam kết kiểm soát dịch vào cuối tháng 9 năm 2021 và từng bước mở. Trong những ngày còn lại, các quận huyện sẽ chạy nước rút nhằm thực hiện hóa mục tiêu này. Việc đẩy thực hiện chiến dịch xét nghiệm diện rộng để khoanh vùng, truy vết F0 là một trong những giải pháp mà các địa phương đang triển khai. Trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội siết chặt theo chỉ thị 16, giá nhiều mặt hàng thực phẩm tại thành phố Hồ Chí Minh đã tăng lên gấp 3 lần. Đến thời điểm hiện tại, giá vẫn chưa có chiều hướng giảm mà có thể sẽ tiếp tục tăng, khi nhu cầu mua sắm vẫn cao nhưng kênh bán hàng lại quá ít. Các ý kiến cho rằng, trong bối cảnh người dân thành phố đang khó khăn, để kéo giá thực phẩm xuống thì cần phải đa dạng các kênh phân phối bằng nhiều hình thức, không nên chỉ phụ thuộc hoàn toàn vào một số hệ thống bán lẻ đang hoạt động. Mỗi tuần giá các loại rau củ quả trái cây lại nhích lên từ 200 đến 300 đồng trên một ký. Cá biệt có những mặt hàng như dưa leo hay khổ qua đã tăng gấp 4 lần so với trước kia, thịt heo cũng tăng lên 20%. Cái giá cả mà hiện như theo như cái mức mà đã cứ như hiện nay mà là cũng như là gia đình của tôi là không thể nào mà lo cho cuộc sống nổi nữa hết trơn. Bây giờ là trên thị trường là tất cả 19 tỉnh miền Đông, Tây, Nam Bộ là đang bị hỏng hết. Là nó đang đội cái giá dưa leo dưa khổ qua lên cao. Thông thường nông sản khi đến tay người tiêu dùng sẽ đội lên 2 lần do phải qua nhiều khâu trung gian. Trong điều kiện dịch bệnh, giá này sẽ lên cao từ 3 đến 4 lần. Trước thực trạng này, Sở Công Thương thành phố Hồ Chí Minh đang lên phương án tìm thêm nguồn hàng từ nhà vườn để trực tiếp đưa đến tay người tiêu dùng thành phố. Chúng tôi đang có kế hoạch phối hợp với Sở Công Thương các địa phương và các tổ công tác đặc biệt của Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương để đưa hàng hóa trực tiếp từ nhà máy, từ nông trại, từ cánh đồng đến tay người tiêu dùng.
Hiện nay, khi nhiều nhà máy sản xuất vật tư phụ như bao bì, nhãn mác đều đóng cửa, các nhà bán lẻ bắt buộc phải bỏ ra số tiền cao từ 3 đến 4 lần để mua từ nơi khác, giá bán ra cũng phải tăng theo. Nhiều nhà xuất khẩu trái cây vì thế đã đề xuất giải pháp hỗ trợ các đơn vị siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giảm giá đầu vào, từ đó làm hạ nhiệt giá đầu ra. Chúng tôi là có lao động, chúng tôi là có nhà máy đạt chuẩn để mà đóng gói, để mà làm những cái cung cấp cái hàng hóa gì đó, thì chi phí nó sẽ rất là rẻ, và cái sự kết nối giữa các hợp tác xã, người nông dân với lại các chuỗi cung cấp ở Thành phố Hồ Chí Minh nó cũng sẽ dễ dàng hơn. Bên cạnh đó, để hỗ trợ người dân Thành phố Hồ Chí Minh có thể mua được thực phẩm với giá ổn định và hợp lý hơn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã thành lập trang thương mại điện tử với 37.000 combo gồm một túi 10 kg. Ở đó, người tiêu dùng có thể đăng ký mua hàng trực tiếp thông qua các combo với các mức giá từ 150.000 đến 500.000 đồng. Thì tất cả những cái đó là kết nối để cho hai bên mua bán. Bình quân một ngày thì tổ chúng tôi là kết nối được từ 40 cho tới 50 cái đơn hàng, và cái lượng hàng bình quân từ 200 cho tới 400 tấn cho một ngày. Với việc có thêm nhiều kênh bán hàng, số lượng hàng hóa cung ứng ngày một tăng, lượng tiếp nhận hàng hóa ở các trạm trung chuyển của những chợ đầu mối ngày càng nhiều, giá cả hy vọng sẽ được giảm xuống trong thời gian tới, theo đúng quy luật của cung cầu. Chính phủ vừa ban hành nghị quyết 116 về hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp. Theo đó, 30.000 tỷ đồng từ nguồn kết dư quỹ sẽ được sử dụng để hỗ trợ người lao động và 8.000 tỷ đồng hỗ trợ người sử dụng lao động. Chính sách này được đánh giá sẽ tiếp sức cho người lao động và người sử dụng lao động vượt qua giai đoạn khó khăn nhất vì đại dịch. Theo Tổng cục Thống kê, 6 tháng đầu năm nay, hơn 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động thất nghiệp. Trong bối cảnh dịch bệnh tác động tiêu cực tới tình hình việc làm, chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp được người lao động đánh giá là phù hợp. Cái chính sách bảo hiểm thất nghiệp ấy, thì trước mắt đối với người lao động là một cái khoản rất là quan trọng, vì bù đắp cái phần chi phí mà hiện chưa có việc làm. Nó rất hữu ích vì trong cái giai đoạn dịch này thì mọi người gặp rất nhiều khó khăn ấy, mình thấy rất là thiết thực. Theo nghị quyết số 116, có 6 nhóm lao động được nhận tiền hỗ trợ theo các mức từ 1.800.000 đồng đến 3.300.000 đồng một người. Điều kiện người lao động dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng từ năm 2020 đến hết tháng 9 năm nay, có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định. Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp, chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp. Đối với người sử dụng lao động, được hỗ trợ không đóng bảo hiểm thất nghiệp trong thời hạn 1 năm, từ tháng 10 năm nay đến tháng 9 năm 2022. Thì đây là một cái chính sách rất là lớn, trong giúp cho người lao động vượt qua cái khó khăn khi mà bị mất việc làm trong cái bối cảnh bị dịch bệnh COVID-19 như hiện nay. Kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp đã liên tục tăng trả cái mức đóng để giảm bớt được cái gánh nặng, và cũng tăng cường cái hiệu quả của cái sử dụng mục đích quỹ ngân hàng về an sinh xã hội. Thực tế cho thấy không ít chủ trương hỗ trợ nhưng hiệu quả chưa cao. Trước đó, gói an sinh 62.000 tỷ đồng chậm đi vào cuộc sống bởi thủ tục khó khăn khi tiếp cận. Hiện nay, gói an sinh 26.000 tỷ đồng vẫn còn chậm tiến độ ở một số địa phương. Từ kinh nghiệm thực hiện chính sách giảm đóng và tạm dừng đóng vào các quỹ bảo hiểm xã hội trước đó, các chính sách hỗ trợ từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp được kỳ vọng thực thi nhanh hơn khi nguồn lực có sẵn, dữ liệu quản lý được cập nhật thông suốt. Khai thác ngay cái dữ liệu, cơ sở dữ liệu hiện có của doanh nghiệp và của người lao động để triển khai. Mà làm sao mà đến được cái lớn nhất đến cái số người mà thụ hưởng cái này một cách nhanh nhất. Nghị quyết được ban hành trên cơ sở tiếp thu các kiến nghị về việc lấy nguồn kết dư gần 90.000 tỷ đồng từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động. Đây là chính sách nhân văn và cấp thiết trong tình hình hiện nay để đảm bảo an sinh xã hội, là giá đỡ của người lao động trong đại dịch.